Bấy giờ trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật đa như thế rất là hiếm có, đặc biệt có thể điều phục được chúng Đại Bồ Tát, làm cho xa lìa tâm tự cao, hồi hướng sự mong cầu về trí nhất thiết trí. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Vì sao Bát Nhã Ba La Mật đa rất là hiếm có, đặc biệt có thể điều phục được chúng Đại Bồ Tát, làm cho xa lìa tâm tự cao, hồi hướng sự mong cầu về trí nhất thiết trí? Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Đại Bồ Tát nào không nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa khi tu hành bố thí cho đến Bát Nhã và các Phật pháp khác, không dùng phương tiện thiện xảo, nên dù tu các thiện pháp nhưng vẫn sanh tâm tự cao thì không thể hồi hướng trí nhất thiết trí. Đại Bồ Tát nào nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa khi tu hành bố thí cho đến Bát Nhã và các Phật pháp khác, dùng phương tiện thiện xảo tu các thiện pháp, điều phục tâm tự cao, thì có thể hồi hướng sự mong cầu về trí nhất thiết trí? Lúc ấy Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì thân tâm các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này được an vui, không bị tất cả tai nạn xâm phạm. Nếu người ở trong đội ngũ quân trận giao chiến mà chuyên lòng tụng niệm Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, thì đối với các hữu tình từ bi hộ niệm, không bị dao gậy làm thương hại, đối với kẻ oán địch đều khởi lòng từ, nếu sanh tâm ác thì tự nhiên bị thua bại. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này ở nơi quân trận bị đao tên làm tổn thương mất mạng thì nhất định không có sự việc ấy. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này tu hành Bát Nhã Ba La Mật Đa nên tự nhiên diệt trừ các ác nghiệp phiền não, các thứ giao gậy, cũng có thể diệt trừ các ác nghiệp phiền não, các thứ giao gậy cho người khác. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào có thể đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa chí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này không bị tất cả các loại thuốc độc, mê hoặc, quỷ mị, yếm rùa, chú thuật làm hại được, không bị nước nhấn chìm hay lửa cháy hoặc dao gậy, ác thú, oán tặc, ác thần, các tà ma yêu quái làm tổn hại. Vì sao? Đầy Kiều Thi Ca, vì Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú. Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế là vua trong các chú, rất cao thượng vi diệu, không gì có thể sánh kịp, đầy đủ đại oai lực diệt trừ tất cả, nhưng không bị tất cả diệt trừ được. Các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, siêng năng tu học thần chú như vậy, không hại mình, cũng không bị người khác làm hại, và những thứ khác hại. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, khi học Bát Nhã và làm Mật Đa sâu xa, đại vương thần chú này đối với ngã và pháp tuy vô sở đắc, nhưng vẫn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, do đây chứng được trí nhất thiết trí. Quan sát về sự sai khác tâm hành của hữu tình, tự tại truyền pháp luân vô thượng, khiến họ thực hành đúng như lời dạy, được lợi ích lớn. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì ở đời quá khứ, vị lai hiện tại, các vị Bồ Tát đều học đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như vậy, đều vô sở đắc, vô sở chứng, vì vậy nên gọi là trí nhất thiết trí. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa này, trí tâm lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, biên chép giảng thuyết, truyền bá rộng rãi, thì đời sau sẽ được các công đức hiện pháp như vậy. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, biên chép đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, hoặc để ở chỗ thanh tịnh, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, tuy không lắng nghe, thọ trì, đọc tụng, siêng năng tinh tấn, tu học, tư duy đúng lý, cũng không khai thị phân biệt cho người khác, nhưng ở nơi thành ấp vương đô không bị tai nạn tật dịch, hoặc không bị người chẳng phải người vân vân làm tổn hại. Lại nữa, này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân nào, kinh sợ oan gia, ác thú, tai nạn, yếm rùa, tật dịch, thuốc độc,
chú thuật, vân vân, nên biên chép đại vương thần chú Bát Nhã Ba La Mật Đa này tùy theo nhiều ít đựng vào đãi thơm, để trong ống ngọc hoặc treo nơi thân, cúng dường cung kính, thì các việc sợ sệt đều tiêu diệt. Trời rồng quỷ thần thường đến ủng hộ, chỉ trừ đời trước đã tạo các nghiệp ác nên phải trả mà thôi. Này Kiều Thi Ca, ví như có người hoặc loại bàng xanh vào viện cội Bồ Đề, hoặc đến gần viện kia, thì người chẳng phải người không thể làm tổn hại. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì đời quá khứ, vị la hiện tại, chư Phật đều ngồi chỗ ấy mà chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề. Được Bồ Đề rồi ban bố cho các hữu tình, không kinh, không sợ, không oán, không hại, thân tâm được an vui. Vì vậy nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, tùy ở chỗ nào cũng lại như vậy, tất cả trời rồng Atula vân vân thường đến ủng hộ. Này Kiều Thi Ca, Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, tùy ở chỗ nào, thì chỗ ấy tức là chân bảo tháp chế đa. Tất cả hữu tình đều nên kính lễ, đem các món thượng diệu cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen. Vì sao? Vì đó là chỗ nương nhờ của các loài hữu tình. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa này, đem nhiều thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, hoặc đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạng, tràng phan bảo cái, ngọc diệu chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng để cúng dường. Sau khi Phật Niết Bàn, lại có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân khác dựng bảo tháp trang nghiêm bằng bảy báu, chứa đựng xá lợi Phật trong hộp báu, để trong tháp ấy cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, rồi đem các tràng hoa thượng diệu, hương bột, hương xoa, y phục, chuỗi anh lạc, tràng phan bảo cái, ngọc diệu chân kỳ quý lạ, kỹ nhạc đèn sáng mà cúng dường. Trong hai người này, người nào được phước nhiều hơn? Lúc ấy Phật bảo trời Đế Thích: Ta lại hỏi ông, tùy ý ông đáp. Ý ông thế nào? Như Lai đã được trí nhất thiết trí, đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, và thân hiện tại nương theo những đạo nào tu học mà được? Trời Đế Thích thưa: Như Lai đã được trí nhất thiết trí, đã chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, và thân hiện tại đều nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa tu học mà được. Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói. Ta nương vào Bát Nhã Ba La Mật Đa tu học, nên được trí nhất thiết trí, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, và được thân hiện tại. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì nếu không học Bát Nhã Ba La Mật Đa mà có thể đắc trí nhất thiết trí, chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề và thân hiện tại, thì không có sự việc ấy. Này Kiều Thi Ca, không những được thân tướng hảo nên gọi Như Lai ứng chánh đẳng giác, mà cần phải chứng đắc trí nhất thiết trí mới gọi Như Lai ứng chánh đẳng giác. Này Kiều Thi Ca, Như Lai đã được trí nhất thiết trí do Bát Nhã Ba La Mật Đa làm nhân nên phát sanh thân tướng hảo, chỉ làm chỗ nương. Nếu không nương vào thân tướng hảo của Phật thì không do đâu mà phát sanh. Vì vậy nên Bát Nhã Ba La Mật Đa chính là nhân sanh trí nhất thiết trí. Muốn làm cho trí này hiện tiền nối nhau, nên tụ tập thân tướng hảo của Phật. Nếu thân tướng hảo này chẳng do biến trí làm chỗ nương, thì tất cả trời rồng người chẳng phải người không nên trí thành cúng dường cung kính. Vì thân tướng hảo của Phật cùng với biến trí làm chỗ nương tựa, nên chư thiên rồng người chẳng phải người cúng dường cung kính. Do nhân duyên này nên sau khi ta nhập Niết Bàn, các trời rồng người chẳng phải người đều cúng dường cung kính xá lợi của ta. Này Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa này, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, thì đó là cúng dường trí nhất thiết trí, và cũng là nương tựa thân tướng hảo của Phật cùng xá lợi sau khi ta nhập Niết Bàn. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì trí nhất thiết trí và thân tướng hảo cùng với xá lợi đều do Bát Nhã Ba La Mật Đa làm căn bản. Vì vậy nên Kiều Thi Ca, các thiện nam tử, thiện nữ vân vân nào, biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa như thế, dùng các thứ trang nghiêm cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, lại đem các tràng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường. Và sau khi Phật nhập Niết Bàn, có các thiện nam tử, thiện nữ vân vân khác xây dựng bảo tháp trang nghiêm bằng bảy báu,
đựng sát lợi Phật để trong tháp ấy, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, đem các tráng hoa thượng diệu cho đến đèn sáng để cúng dường, thì trong hai người, người trước được phước nhiều, vô lượng gấp bội. Vì sao? Này Kiều Thi Ca, vì các thiện nam tử, thiện nữ, vân vân này, cúng dường Bát Nhã Bà La Mật Đa là cúng dường trí nhất thiết trí, thân tướng hảo và xá lợi của Phật. Khi ấy trời Đế Thích bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con người ở châu Thiệm Bộ đối với Bát Nhã Bà La Mật Đa này không thể biên chép, không trang nghiêm bằng các báu, không cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, không thể lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tinh tấn tu học, tư duy đúng lý. Nhưng những người kia không biết biên chép Bát Nhã Ba La Mật Đa này và trang nghiêm các báu, cúng dường cung kính, tôn trọng ngợi khen, trí tâm lắng nghe thọ trì đọc tụng, siêng năng tu học, tư duy đúng lý, thì có được các công đức thù thắng không? Bấy giờ Phật bảo trời Đế Thích: Ta lại hỏi ông, tùy ý ông đáp. Ý ông thế nào? Trong châu Thiệm Bộ được bao nhiêu người thành Phật chứng tịnh, thành Pháp chứng tịnh, thằng Tăng chứng tịnh?